Xin chào mọi người. Chào mọi người, chào tất cả các bạn. Hôm nay anh em mình có tổ chức chơi một trò chơi dân gian. Mọi người nhìn đây ạ. Anh em mình hôm nay chơi đặt heo đất. Thì trong con heo đất này thì nó có giá trị phần thưởng và hình phạt ở trong đây bằng một lá thăm. Thì bây giờ là mỗi lần lượt một thành viên ở dưới đây đi lên và cầm cái cây này đập vào bất kỳ các con heo nào ở trên đây thì bể ra mình nhận lá thăm, đó là mình thực hiện cái nội dung trong lá thăm nha mọi người. Ví dụ trường hợp Dương đập trúng đây là một phần thưởng thì Dương cứ nhận rồi vô phần sau. Còn Thắng, ví dụ trường hợp đập con này cho Thắng, đập con này mà ra một hình phạt, nó sẽ có hai hướng mọi người. Một, Thắng là sẽ thực hiện được hình phạt vô vòng trong và kiếm tiền tiếp tục. Còn không thực hiện được hình phạt thì Thắng sẽ ra ngoài coi mấy bạn kia kiếm tiền. Cái phần này quan trọng nè các bạn ơi, quan trọng đây. Phần hình phạt cho coi. Đây hình phạt nha. Phần hình phạt do bà do chị làm luôn, bí mật luôn nha, không có cho ai coi hết đó. Hình phạt bí ẩn nha các bạn. Thì sau khi mà anh em mình thực hiện quay á, bà chị sẽ đem cái hình phạt này vô trong nhà. Rồi anh em bắt được cái thâm á, chị sẽ đem ra và anh em phải thực hiện. Rồi. Rồi. Ok. Rồi bắt đầu nha. Nhiều ra lắm. Thấy. Đàn ông này. Không có mình đàn em hả? Số 1. Số 1 hả? Số 2. Số 3. Mày số 4 là số 5. Rồi, get go. Ai da trúng đầu mình rồi. Bữa nay mình thấy lạ lắm. Tự nhiên bữa nay ông bạn này mang dép kia cục rồi. Ôi trời ơi. Thằng nước ơi. Ôi trời ơi. Bắt năm 2022 đó bạn. Không, mình bắt con gà hả? Ờ, một cái mỏng. Rồi, hết lần trắng rồi. Rồi. Thở được không? Này, nãy bụng. Ở đâu? Chị ơi, tại đây luôn. Tới luôn. Đáp. Tới nữa. Giờ tới người thứ hai các bạn. Đây là Úng Thái. Khách mời gần nhà mình luôn. Rồi, cây quá nè. Rồi. Nhớ mấy bước nha Úng Thái để ước lên tập hộp nữa. Rồi, đã bịt mắt. Rồi. Xác nhận. Ok. Hey. Chưa ông nội ơi, ông ơi đi chứ. Chúng ta. 1 2 3. Bắt đầu. Chúng ta. Tôi thấy ông này đi đó mọi người. 8 4 8 5. Đây đây. Đây. Theo gàng trong làng con. Chúc bạn may mắn lên sao. Rồi, thành viên số 3 nha mọi người. Số 3. Không, tao biết cái bước không. Ê, bắt đầu. Cốt rồi, đậu. Bắt cái ông nội. Đập. Bóp. Đập. Hai cái. Bóp. 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 Không bắn, không bắn, không bắn. Ông ơi, đập. Chưa. Đập. Còn 500 ngàn. Chúc mừng bạn được 500 đồng. 500 ngàn. Rồi, ok, Kawasaki. Rồi. Mắt xuống mi lâm mi. Đập nổ cái bụp đã à. Nghe anh điểm nha. Rồi. 2, 1, bắt đầu. Phải không ạ? Ban tổ chức này chơi chúc bạn may mắn lần sau nhiều quá mọi người ơi. Giải thưởng cao vẫn còn nha mọi người và hình phạt đang căng thẳng rất là nhiều. Đó. Đây. Bắt đầu. Đây. Tới nữa. Từ từ đừng có đập. Chắc ăn hả đập. Chắc ăn hả đập. Tới miếng nữa. Đập. Không có đài cái cây. Tới miếng nữa. Một rồi. Tới miếng nữa. Mình siết ngắn lại thời gian nha. Dòng này ai đập hồn 3 lần mình lội. Các con này nè mọi người. Không gỡ xuống nha. Ai xui đập ráng chịu không có được gì. Lội luôn. Đúng không có gỡ lội luôn nha. Lội luôn nè. Mà bắt đầu à. 3, bắt đầu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78
văng tới chân đây, đây đây. Ôi dạ, rồi bọt quá trời luôn. May mắn. Học hai lần rồi mà lần thứ ba cũng không có. Im lặng. Không biết nhân cách của anh về Tuấn à. Nhân cách của anh Tuấn. Không cần cho gió thổi lên 5 xị cho tao cái đó. Nè, mắm đi. Mắm nè, mắm nè, mắm nè. Một bộ mắm nè. Mắm nè. Đen thôi, đổ quên đi, đập hồn lại rồi. Có cà phê luôn. Mùi thơm hấp dẫn. Tao hả? Giờ tao nuốt luôn là tao có quyền vô tiếp qua lần sau không? Ừ. Là định lượng một muỗng. Nếu mà anh là nuốt luôn, chuẩn bị nước giùm. Rồi, anh định lượng một muỗng, anh nuốt luôn thì được qua vòng sau. Còn anh không nuốt là anh sẽ bị lỗi. Rồi, đất trời to. Rồi, như đây. Rồi, đó. Một muỗng mắm nêm rồi. Rồi, qua vòng luôn. Rồi, ok. Trải nghiệm cảm giác cũng thử như thế nào mọi người. Đây. Mắm nêm mà nuốt một muỗng hơi bị phê. 1, 2, 3, let's go. Ôi giời ơi. Đập. Tao chứ nữa. Tao chứ nữa. Được nha mọi người. Đó, nhiều tiền ạ. Đâu ơi. 20.000. Của chú Thái. Đang nghe mời. 20.000. Đó. 3 mọi người giờ đa dối vô hình phạt không? Rung. Rồi 10. Mở đây số 1. Số 1, một muỗng gì đây? Một muỗng gì đây? Một muỗng. Cà phê sữa đá. Gì đây hả? Cà phê sữa đá hả? Một muỗng nè, muỗng nha, muỗng nha. Trời ơi, thắng rồi. Hạt nêm cái đó. Khoan, từ. Em mà bắt đầu là gì? Mắm. Mắm gì vậy? Mắm tôm. Nó thú vị. Bạn cứ cảm nghĩ đi. Chấm miếng tôm hủ nè. Mắm tôm chấm tôm hủ. Ok. Rồi. 3, 2, 1, tém nè. Phạt. Ui, ngon ơi, quá ơi. Ơi, cái gì? Ây da. Sao nhăn nhó dữ vậy? Trời ơi. Mày băng tao hay sao mày tham tiền giữa tháng mày nuốt cãi đi đừng lấy tiền đó. Ồ, nó mặn. Lên. Cái gì vậy? Nó mặn. Ôi chết. Let's go. Đây, nhắm luôn. Đây. À, bắt đầu. Nè nè, cái đập khởi đầu á. Đi không mày chuẩn bị quá nữa. Đi nữa, tao nữa. Quay qua bên. Quay bên trái. Quay bên trái chưa? Ờ, con cuối cũng làm được luôn. Tôi sợ là nó đập cái chậu lan của nó. Gì đây được? Chúc mừng. Chúc mừng đây, chúc mừng là có tiền rồi, chúc mừng là có tiền rồi. Số tiền. Số tiền ngay, chúc mừng là có tiền nha. Nhân phẩm tốt. Chúc mừng bạn đã được 2 muỗng mắm tôm. Nhiêu ca? Trời. 5.000 đồng. Mình hên quá bạn ơi. Mai rồi, lãnh tiền cho chị phát luôn. Con này không chị. Rồi, đó. 5.000 đồng. Mấy người uống mắm nêm, mắm tôm này đó. Bây giờ Dương xếp hai là lượt cuối cùng của vòng hai nha mọi người. 3, 2, 1, bắt đầu. Im re luôn nhé. 1, 2. Trời ơi, heo đâu rồi, heo. Rồi, 3, lại trực tiếp. 2, 1, bắt đầu. Trời ơi. Tao bộ đội sức ngủ mà. Mở. Không phải. Như vậy. Không phải. Qua trái miếng. Trời ơi. Rồi. 2, 3, bắt đầu. Dứt. Giống như con trọ cầm cứng giữa tay, tập heo như là đập bò đâu làm tới một tay. Rồi, ghé thắng mà chừng đặt đầu về thắng. Không miếng rồi. Không chỉ. Không dài đó cho rồi. Ê! Ngước giòn hả? Dài hả? Ủa con Giang? Mở! Đắp! Con Giang! 2! 2! Con Giang! Cho lòi á! Giang quá!
Rồi. Rồi, bye bye anh em. Rồi, thành viên thứ tư luôn, có vòng thứ ba luôn, bắt đầu. Mở đi một rồi đi rồi. 1 2 3 bắt đầu. Luôn nha. Cái này mình lợi hết được, mình trả lại không? Được, mình trả lại tới đâu, tới hết cái heo. Một. Mình nói cái này, mình đập mình phải kỹ cái đập của mình, chắc chắn mình phải đập, đừng đập liên tục. Mình thấy chặt mình sửa rồi mình hả đập. Đó. Hiểu không? Không được là dính dây nha. Không có ai dính dây mà. Ôi trời ơi, nói chi vậy? Cái gì vậy? Này có thấy đường không ta? Thấy mày mới không, tại ta gà, ta đập một con hộp. Rồi xong rồi ta có quyền rà qua chỗ khác ta đập. Con này là anh đập một con chỗ hụt mà đập liên tục ba lần chi. Cáo thủ. Bây giờ không phải là đập được là hay nha mọi người. Cáo thủ. Không phải đập được mà hay. Mắm đi mắm tôm còn đúng cả rồi, chúc bạn. Ê, có chữ thôi. Ơi, ơi. Có tiền, có tiền. Rồi, có tiền nha mọi người. Chúc mừng bạn được một muỗng mắm tôm. Có tiền, trời ơi. Tính nói ngàn nha. 3, 2, 1. 10 ngàn. 10 ngàn. Ôi, ôi, ôi. Đây, đây. 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 10.500 đồng rồi hả? Được 10.500. Đây vòng 3 đó là anh thắng đã giật hết con là đập bể con. Đó, trong đây là có hai con quyết định luôn nha các bạn. Hai con này có trị giá cao. Đập xong đó tôi đi đó. Nữa, rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Quên đứng đây đập bể đầu nữa. Xuống kia nha mọi người. Mở. Bắt đầu. Ê. Ba. Im. Bạn tin tưởng là tôi bên trái quất. Ok. Né nào quất tụi đồng mày. Bên trái. Qua trái miếng. Ok. Một lần. Đi nữa. Qua trái. Ok, ngay bắn. Qua trái. Quẹo qua bên kia. Đã không hướng định được trái phải. Rồi, trái. Đập. Đập được thế được. Bên trái. Ngay bên trái. Đập. Đập. Hai lần. Qua miếng nữa. Qua nữa, okay. qua nữa, đúng rồi. Ôi trời ơi, cái này mình ra tiền nó nghỉ chân. Chung kết mọi người. Chung kết đó. Chung kết không im nghe luôn. Sao mày đập dở, mày la giỏi dữ vương. Chung kết, nãy là được nhiêu Chung kia? 5.000. Chừng nhanh thôi, chừng nhanh đi hết giờ. Chừng mời. Chừng nhanh đi hết giờ rồi. Nửa nước tương. Nửa trái. Nửa trái chanh. Nửa trái chanh. Rồi. Này là chung kết nha các bạn, khó bỏ lắm. Đó, nằm ngửa chứ khó bỏ lắm. Trời ơi, con heo này là con heo tiền nhiều. Giải thưởng lớn vào đây nha. Giải thưởng lớn. Đó, như đây là nửa trái chanh nha. Nè, heo ơi. Rồi trái chanh định lượng ăn hết. Ăn hết nha các bạn. Có liên hệ ban tổ chức xin muối không ăn không? Ta chấm mắm nêm. Đây còn mắm nêm, chấm mắm nêm không? Ừ đó, chấm mắm nêm. Chấm mắm nêm. Thôi ăn không. Ăn không không? Rồi. Lấy cạn nha. Ăn nguyên một miếng một heo. Hết nhiêu đây cưng? Nửa trái chanh rồi. Nửa trái. Như đây chưa đủ nửa trái đâu. Anh đang chấp đợi một thành một nửa trái luôn. Thôi. Đó. Nhai xong có đồ quyền phun nha. Nhai nước nhai xác. Tại chanh mình ăn phải nhai xác. Nước nhai xác. Nước xác chết đó là sao? Ai miếng này giỏi bỏ qua. Bỏ rồi, ok. Rồi, chết rồi các bạn ơi. Ây da. Trời ơi. Trời ơi. Cái thằng coi mà chạy nước miếng. Tao ở cái xuống kìa. Tao mày bỏ uổng mày. Quay mặt lên, quay cao lên, đúng rồi. Rồi hết nước chưa? Rồi, ok. Đây, còn con heo cuối của mình. Nước không? Nước đây nè. Nước. Tôi cần ở cửa. Bỏ con heo xuống nè. Đây. Rồi giờ không chung kết là không chỉ gì hết nha. Thật, đứng đây là cha chá. Còn có 3 cái là loại là chung kết quỷ luôn. Cái con heo luôn. Đây nè. Bây giờ là hai bạn bị loại, hai bạn vô chung kết và hai bạn vô giờ chia ra chơi luôn. Mà chỉ được hai người này chỉ người này thôi nha, không được chỉ lộn xộn nhau nha. Rồi, đứng là người hướng dẫn. Đây Dương sẽ là người hướng dẫn. Rồi ai là người đập?
bên đây ai đập? Mày đập thì tao hướng dẫn, cái nãy tao hướng dẫn cái vậy dạ. Mình đập. Rồi, rồi bên đây, rồi này. Ai, ai đập? Hình phạt cũng chia đôi luôn nghe. Hình phạt chia đôi. Tao đập cho nãy giờ tao chưa có đúng cái nào hết mày canh. Nè. Luật tiền thì chia đôi, hình phạt cũng chia đôi. Ok ok. Để tăng kịch tính mọi người, đây là chung kết. Không biết cái gì trong đây, hình phạt là nhân đôi. Xuống xây. Nhân đôi mỗi người một muỗng. À, mỗi người rồi, một muỗng á. Mỗi người một muỗng. Là hai người được bị hết luôn á, một người một muỗng hết á. Rồi xuống xây nè. Kéo bố vào. Kéo bố vào à, không cho giếng nha. Rồi, tướng. Đợi Dương xem anh. Đợi Dương xem anh cho thổi. À, bây giờ là chung kết còn một con là mình đập một lần thôi nha. Chúng ta một lần. Còn thôi á. Ta kêu dần là dần. Một là bạn có tiền, đội sao hết lượt chơi rồi. Hai. Okay, okay. Nếu mà hai và phạt là hai bạn phạt. Không được đứng đây thôi, đứng đây nói thôi. Đi ra ngoài Dương, đi ra ngoài sân không đứng gần. Nhưng mà không được tôi đụng heo nghe. Không, không tôi đụng. Hai bạn này được quyền làm nghĩa thông tin nha. Rồi, ok. Căng thẳng quá mọi người ơi. Mà không được đụng tấn heo nghe, không được đụng tấn heo nè. Bạn cứ nghe là đó của tôi. Mình đã đọc một lần thôi nha. Rồi, để tăng thêm kịch tính. Ok ok. Vòng chung kết sẽ xoay bạn 3 vòng. Thả cây xuống. Để gì chứ cũ luôn chứ không có được. 3. Rồi. Cái này á đây là hình phạt là nhân đôi người muỗng nha, còn là tiền thưởng là người được nữa. Tao thấy muỗng gì rồi chung cây chết rồi. Tao một muỗng, một muỗng nước tương, nước mắm, nước mắm. Nhân thử 200 ngàn tôi đáng đập
các bạn ơi, mình tổn bỏ trọng 500 ngàn đáng đập gần chết. Đây. À, cái này là có phước cùng hưởng, có quà cùng chia nè, hãy tỏ thuận nè. Nghĩ cái mà cái tao mà uống nước mắm vô cơ mình luôn. Rồi ok. Giờ mày uống nước mắm nữa nè, làm đi. Để tôi tự xử lý. Rồi. Định lượng một muỗng nha. Trời ơi, anh em tốt không? Có phước cùng hưởng, có quà cùng chia. Trời ơi, cái này còn nó làm nước mắm thiệt nè. Đó. Nước mắm nè. Không phải là phẩm màu nha. Nước mắm của mình, nước mắm là ngừa. Dây này chưa gõ đâu. Nãy ăn chanh, giờ thêm nước mắm nữa, giờ thêm miếng tỏi nữa là khỏi ăn mắm. Rồi, ổn định chưa? Rồi, bắt đầu luôn. Rồi, cho nước đi. Tiếp dài lắm rồi. Một muỗng nha mọi người. Rồi, một muỗng. Một muỗng nước mắm. Bạn đứng phạt sao bạn muốn rồi, tình okay. Quá. Rồi, la can tiếng được muỗng nước mắm. Nè, hút nè, hút nè. Thảo lớn rồi. Rồi tới chu kỳ. Đánh lửa một bỏ. Rồi. Như vậy nha mọi người. Một mơn mơn là mơn mơn. Không. Cảm ơn bạn rồi. Lấy gì anh bạn này giờ. Rồi hợp quá các bạn ơi. Tém 1 2 3 tém. Rồi. Vô. Rồi. Đây là con heo. À mọi người. Hết 10 con heo rồi. Đây là giải thưởng của tôi. Rồi hết 10 heo rồi, mình kết thúc video các bạn. Tổng kết trận đấu nha mọi người. Cái chú cũng lượm được 20 ngàn, lớn nhất cũng đi về mục tiêu rồi. Bây giờ nè, anh Tấn, được gì anh Tấn? Thì ba gồm. Được cái này nè, chỉ nuốt ăn thôi chứ không được gì hết, để làm kỷ niệm luôn. Rồi, Thắng được gì Thắng? Rồi. Thôi con thắng quá trời luôn. 500 đồng. 500 đồng nè. Muỗng mắm tôm. Muỗng tôm. 10 ngàn. Được 10 ngàn rồi. Rồi Suki, được gì Suki? Được 5 ngàn, với ăn nửa trái chanh các bạn. Rồi cái phần thưởng chung kết đó. Chung kết chung với mình, ba quận được đây. Một giải thưởng với ăn đúng không? Có quà công hưởng, có quà công chia. Nước mắm. Đây là thần may mắn nha mọi người, đợt một 3-4 lần không được gì hết, lội vô uống nước mắm luôn. Rồi, video của anh em mình dài rồi mọi người. Nếu mà mọi người thấy anh em mình chơi có hay có vui, nhớ để lại cho anh em mình một like, một lượt đăng ký, một lượt share và click vào cái chuông để nhận thông báo khi mà anh em mình ra video tiếp theo nha mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nhé. Rồi, chào mọi người nha.